Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Thiểu ối khi mang thai, nguyên nhân và điều trị. Nước ối là một môi trường giàu chất dinh dưỡng, có khả năng tái tạo và trao đổi, có vai trò quan trọng đối với sự sống và phát triển của thai nhi trong tử cung. Nước ối là một môi trường giàu chất dinh dưỡng, có khả năng tái tạo và trao đổi, có vai trò quan trọng đối với sự sống và phát triển của thai nhi trong tử cung. Tình trạng thiểu ối xảy ra khi mà thể tích nước ối đo được dưới 250ml hay khi siêu âm kết luận chỉ số ối đo được trong 4 khoang ối là dưới 5cm trong 3 tháng cuối kỳ. Vai trò quan trọng của nước ối, bình thường thể tích nước ối khoảng 30ml ở thai 10 tuần, 1000ml ở thai 34 đến 36 tuần, sau đó có khuynh hướng giảm dần còn 600 đến 800ml vào tuần thứ 40 hoặc khi chuyển dạ sinh. Ngay từ đầu thai kỳ, nước ối đã có chức năng nuôi dưỡng phôi thai, cân bằng dịch nội và ngoại bào. Nước ối còn có chức năng bảo vệ, che chở cho thai tránh những va chạm, sang chấn, đặc biệt là bảo đảm môi trường vô trùng cho bé trong bọc ối. Trong lúc chuyển dạ, nước ối tiếp tục bảo vệ thai nhi khỏi những sang chấn của cơn co tử cung và nhiễm khuẩn. Sau khi vỡ ối, tính nhờn của nước ối bôi trơn đường sinh dục của mẹ giúp thai nhi được sinh ra dễ hơn. Nguyên nhân gây thiểu ối, nguyên nhân dẫn tới thiểu ối bao gồm ối vỡ sớm, ối vỡ non, bất thường cấu trúc thai nhi, thai quá ngày sinh, thai kém phát triển trong tử cung, bệnh lý của người mẹ có ảnh hưởng đến tính thấm của màng ối và chức năng của rau thai gây thai kém phát triển và chức năng tái tạo nước ối như tăng huyết áp, tiền sản giật, bệnh về lý về gan, thận. Trong một số trường hợp thiểu ối không xác định được nguyên nhân ảnh hưởng đến thai kỳ, thiểu ối xảy ra trong giai đoạn sớm của thai kỳ thường có tiên lượng xấu. Trong khi thiểu ối ở thai quá ngày sinh thường có tiên lượng tốt hơn, thiểu ối ở giai đoạn 3 tháng đầu có nhiều nguy cơ sảy thai. Thiểu ối trong 3 tháng giữa nguy cơ dị tật thai chiếm cao, thiểu ối trong 3 tháng cuối của thai kỳ khả năng thai nhi suy dinh dưỡng. Ngoài ra thiểu ối làm tăng nguy cơ suy thai và đẻ khó vì chèn ép dây rốn và thai khó bình chỉnh tốt trong khi chuyển dạ. Các dấu hiệu đánh giá thiểu ối, biểu hiện tình trạng thiểu ối thường nghèo nàn, cảm giác của các bà mẹ theo dõi thấy thai giảm cử động, thấy bụng không lớn, khi đo bề cao tử cung thấy tăng chậm, cảm giác phần thai thấy sát ra bụng khi sờ nắn. Khi siêu âm thai xác định rõ thiểu ối, bằng chỉ số ối khi đo 4 khoang ối trên tử cung thành bụng của người mẹ giảm dưới 6cm trở đi. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Khoang ối bình thường đo được từ 8 đến 20cm khi ở tuổi thai từ 35 đến 40 tuần, mức độ thiểu ối gồm có 3 mức độ. Thiểu ối trung bình khi chỉ số ối đo được 5 đến 7cm, thiểu ối nặng chỉ số đo được 3 đến 5cm. Kết luận vô ối khi chỉ số đo được dưới 3cm, khi siêu âm xác định thiểu ối cần khảo sát thêm các tình trạng bất thường của thai nhi cũng như tình trạng nhau và dây rốn. Khi đánh giá thiểu ối ở từng giai đoạn thai kỳ thì có mối liên quan chặt chẽ đến khả năng tiên lượng của thai nhi. Thiểu ối ở giai đoạn 3 tháng đầu nguy cơ sảy thai 65-80%, thiểu ối trong 3 tháng giữa nguy cơ dị tật thai chiếm cao. Thiểu ối trong 3 tháng cuối của thai kỳ khả năng thai nhi suy dinh dưỡng, bệnh lý của mẹ đi kèm thường gặp. Đôi khi cũng không tìm được nguyên nhân thiểu ối ở giai đoạn này, điều trị tùy thuộc vào từng giai đoạn của thai nhi mà chúng ta có hướng điều trị thiểu ối. Thiểu ối trong 3 tháng đầu, trường hợp mức độ trung bình và nặng thì khả năng bệnh lý thai nhi cao. Nguyên nhân từ trong trứng phôi và bệnh lý nặng nề của người mẹ cần xác định nguyên nhân. Có thể chấm dứt thai kỳ một khi phát hiện nguyên nhân từ mẹ hay từ phôi thai, sau đó cần điều trị nguyên nhân một cách triệt để. Đặc biệt là bệnh lý từ mẹ, thiểu ối trong 3 tháng giữa cần xác được nguyên nhân gây ra thiểu ối. Đặc biệt là bệnh lý bất sản hệ niệu của thai nhi hay đi kèm dị tật bẩm sinh nặng cần thiết có thể chấm dứt thai kỳ. Một khi đã xác định rõ nguy cơ dị tật nhiều và mức độ nặng, thiểu ối 3 tháng cuối thai kỳ, nằm nghỉ, uống nhiều nước mỗi ngày trung bình 3 lít nước khoáng hoặc nhập viện truyền dịch để tăng lưu lượng máu đến tử cung. Nonsteroid, siêu âm đo chỉ số ối 1-2 lần tuần cho đến lúc sinh, cho corticosteroid ở tuổi thai 34 tuần trở đi. Chấm dứt thai kỳ khi thai được 37 tuần hay các xét nghiệm đánh giá sức khỏe thai không đảm bảo. Cách phòng ngừa, cách tốt nhất đối với các bà mẹ trước khi mang thai, cần điều trị khỏi hẳn hay ổn định hẳn những bệnh lý nội khoa, rồi mới có thai, khám thai định kỳ đúng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ sản khoa, để phát hiện sớm và điều trị kịp thời những điều bất trắc có thể xảy ra trong thai kỳ. Tập thói quen uống nhiều nước mỗi ngày trung bình 2 lít một ngày như nước khoáng, nước trái cây. Đây là biện pháp phòng ngừa được tình trạng nước ối ít hay thiểu ối, đặc biệt là những thai kỳ trong 3 tháng cuối. Kết hợp dinh dưỡng đầy đủ chất mỗi ngày.
Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.